Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Thì như thường lệ, lời nói đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống trong năm 2023. Xuân về, Tết đến, nhà nhà, mọi người ai cũng náo nức và ai cũng mong muốn đón xuân cùng với gia đình hạnh phúc bên nhau. Thì Vượng Hạnh TV cũng chỉ kính mong rằng tất cả mọi người luôn luôn được bình an mạnh khỏe và hãy luôn yêu đời hơn và luôn thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trước khi diễn ra cái live show tối ngày hôm nay thì Tuyết Nhung, Thiêng Ngân cũng như toàn thể mọi người cũng đã có những dòng tâm sự và những trải lòng của mình. Thì ngày hôm nay Tuyết Nhung cũng đã chia sẻ rất là háo hức tới cái live show buổi tối ngày hôm nay. Thì các quý vị cũng đã biết những cái live show này tại Huế thì có những cái trải nghiệm cũng như là cái thời tiết se lạnh, thì các em ấy cũng chia sẻ rất là lạnh và cũng nhưng mà cũng cảm giác nó có những cái hơi ấm tình người từ quý vị khán giả. Tất cả các quý vị khán giả gần xa khi biết tin Tuyết Nhung đến đây để biểu diễn thì ai ai cũng mừng, ai ai cũng vui và nói chung là cũng háo hức đến để được xem đàn gà con của chị Phi Nhung biểu diễn như ngày hôm nay. Thì như các quý vị cũng đã thấy những cái hình ảnh mà thật sự là rất là đẹp của Tuyết Nhung đã biểu diễn cũng như là những cái hành động của em ấy thực sự đang đem lại những cái niềm hạnh phúc lớn lao cho toàn thể các quý vị khán giả trong và ngoài nước. Dẫu biết rằng cũng có những cái bình luận trái chiều đối với Tuyết Nhung và đối với Thiêng Ngân như cái video chiều ngày hôm nay thì Vượng Hạnh đã đăng tải. Thế nhưng không phải vì đó, vì những câu nói đó mà các em ấy quên đi nhiệm vụ cũng như là có thể là bỏ mặc, mà các em ấy còn cố gắng và còn phát triển để sẽ làm tốt hơn nữa, làm thật tốt và cũng chỉ mong muốn rằng cống hiến hết mình, cống hiến cho toàn thể bà con nhân dân, những ai đang yêu mến đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Những lời chia sẻ của Tuyết Nhung khi nhận được những cái live show: em ấy rất là nhớ mẹ, rất là thương mẹ. Càng nhiều live show bao nhiêu thì các em ấy, cái thứ nhất cũng là vui vì cũng có những cái công việc mà để đi cống hiến cho quý vị khán giả. Nhưng ngoài những cái việc niềm vui và những cái hạnh phúc đó, ngoài ra các em ấy còn nhớ mẹ vô cùng, thưa các quý vị. Thế mới biết rằng những cái tấm lòng của đàn gà con dành cho người mẹ của mình nó cao lớn và nó thật là đẹp như thế nào, đúng không quý vị? Từ nay thì biết rằng đàn gà con thì không bao giờ có thể gặp lại người mẹ của mình nữa. Nhưng Tuyết Nhung cũng chia sẻ rằng em ấy thực ra là bây giờ rất là nhớ mẹ, không còn mẹ ở bên như mọi ngày. Nhưng thưa quý vị, em ấy cũng có tiết lộ rằng nhưng ngoài mẹ ra vẫn còn các quý vị khán giả, rất nhiều các quý vị khán giả đang rất yêu thương và ủng hộ đàn gà con. Thì những cái điều đó Tuyết Nhung cảm thấy rất là tuyệt vời và rất là trân trọng những cái gì mà khán giả đã đem lại cho Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng như Quỳnh Trang, nói chung là đàn gà con. Thì đến ngày hôm nay thì những cái thành công, những cái trưởng thành và những cái thành tựu mà đàn gà con đã đạt được thì 90% là do khán giả cũng đã ủng hộ và đã nhiệt tình suốt trong những cái thời gian qua, luôn luôn theo dõi và đi sát cùng đàn gà con. Và hiện nay thì Tuyết Nhung, Thiêng Ngân thì cũng cảm ơn các quý vị khán giả rất là nhiều. Ngoài ra còn một số những quý vị khán giả cũng đã bình luận trái chiều và để lại những cái lời nói không hay và để lại những cái lời nói rất tiêu cực. Thì những cái đó thì Tuyết Nhung cũng cảm thấy rất là buồn, rất là không muốn nghĩ đến. Nhưng khi đọc tới hoặc là nghe thấy cũng có một chút cảm giác là buồn, thưa các quý vị. Các em ấy cũng cảm giác là rất là buồn. Nhưng chính vì học được cái sự mà
từ mẹ Phi Nhung. Thưa quý vị, là các em ấy học được những cái điều từ mẹ Phi Nhung, không sân si, cũng không để ý nhiều tới những cái mà mình cảm thấy không hài lòng thì mình cũng không nghĩ nhiều nữa. Và trước những cái live show diễn ra thì các em ấy cũng rất là mong muốn được sự ủng hộ của tất cả mọi người, và đặc biệt là các quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn theo dõi thì để ủng hộ cho các em, thì các em ấy cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi có một fan khán giả thật sự là rất là yêu thương các em ấy. Cho nên đến bây giờ thì chúng ta mới thấy được những cái giá trị mà những cái gì mà mẹ Phi Nhung để lại cho các em ấy. Những cái con người đôn hậu, những con người xinh đẹp mà hát hay, đem lại cho các quý vị khán giả những cái live show cũng như là những cái lời ca tiếng hát nó lắng sâu vào trong cái tâm trí của từng người. Ngày hôm nay thì thật sự là Vượng Hạnh cũng cảm thấy rất là vui mừng. Vượng Hạnh có thể là đăng tải một cái thông tin gì đó như 10 cái bình luận thì tới cả 10 cái bình luận rất là yêu mến đàn gà con. Cho nên các quý vị khán giả gần như là những cái người mà lúc nào cũng sát cánh, lúc nào cũng ở bên các em. Cho nên là các em ấy có những cái điểm tựa thật sự là rất là vững chắc. Ngày hôm nay thì thật sự các quý vị khán giả thật sự quá tuyệt vời. Vượng Hạnh cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là các quý vị quá tuyệt vời. Thế còn những người mà đi trái chiều thì nó thật sự những cái lời nói đó thật sự đến cả Vượng Hạnh đọc mà nghe cũng cảm thấy rất là buồn. Thưa quý vị, đọc cảm thấy rất là buồn vì coi thường những khán giả, hay coi thường những khán giả mà lại còn hay bình luận trái chiều, mà hay nói về các quý vị khán giả là thế này thế nọ, thì những cái điều đó thật sự Vượng Hạnh cũng cảm thấy cực kỳ là buồn. Nhưng không phải vì đó mà chúng ta có thể là e ngại về cái gì cả. Cái việc ai đó làm, đúng không thưa quý vị? Việc ai người đó làm. Cho nên ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng chỉ biết là có những cái thông tin gì mới, có những cái thông tin gì đặc biệt thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật và gửi tới cho các quý vị được biết rất nhiều về những cái thông tin về đàn gà con nói chung là, và Thiên Ngân và Tuyết Nhung nói riêng. Thì từ ngày mà chị Phi Nhung qua đời cho đến nay thì các em ấy vẫn cứ hành động, vẫn cứ làm những cái việc có ý nghĩa với cuộc sống này, vẫn đi giúp đời giúp người. Ngoài những việc live show, ngoài những việc kinh doanh thì các em ấy còn đi phát cơm từ thiện, còn đi làm từ thiện rất nhiều nơi, chứ không riêng gì là làm live show đâu thưa quý vị. Ngoài những cái việc đi từ thiện về thì Tuyết Nhung lại còn phải chăm lo cho các em của mình nữa, tức là vẫn là các con nuôi của chị Phi Nhung. Cho nên chúng ta mới thấy được những cái giá trị của đàn gà con đến ngày hôm nay thật sự là rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên bởi sao đến ngày hôm nay thì tại sao nhiều người lại yêu mến đàn gà con đến vậy? Đó là những gì mà chị Phi Nhung để lại đến ngày hôm nay, cho nên là được sự yêu mến của các quý vị rất là nhiều. Các quý vị thì nói thật sự là ai ai hầu như bình luận, những người bình luận rất là có tâm, bình luận rất là hay và bình luận rất là yêu thương. Cho nên là lúc nào Vượng Hạnh cũng mong muốn quý vị khán giả luôn luôn gặp được nhiều cái may mắn trong cuộc sống và luôn được mạnh khỏe bên gia đình. Đó là những cái điều mà Vượng Hạnh cũng mong muốn cho các quý vị được hạnh phúc, được mạnh khỏe, để tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để vượt qua những khó khăn, vượt qua những gian khổ trong cuộc đời. Ngoài ra chúng ta còn đi ủng hộ cho đàn gà con của chúng ta được thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Thế còn những cái việc thị phi, những cái lời nói lùm xùm, những cái lời nói mà nó không văn minh, nó không lịch sự thì chúng ta cũng vẫn nhắc đến và chúng ta vẫn cứ phải nói, nhưng chúng ta cũng không sân si làm gì nhiều thưa các quý vị. Chúng ta chỉ nói cho họ biết, chỉ hành động cho họ biết để họ sửa sai và cho họ sẽ có những cái lời lẽ nó hay hơn, để rồi chúng ta sẽ có một cái cộng đồng nó sạch sẽ, nó tốt đẹp và chỉ có yêu thương không có thù hận thưa quý vị. Cho nên là ngày hôm nay thì trước khi diễn ra cái live show ở Huế thì các quý vị cũng đã biết là rất là nhiều điều mà Vượng Hạnh cũng như là Tuyết Nhung, Thiên Ngân muốn cảm ơn và muốn nói với các quý vị, và cũng mong cho các quý vị là luôn luôn là mãi mãi được bình an thưa quý vị. Thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ những cái điều mà em ấy rất là buồn vì có những cái lời nói như vậy, thì đến bây giờ thì em ấy cũng có thể là không nhắc đến nữa và cũng không muốn nghe, cũng không muốn đọc nhiều để mà cho nó phiền lòng ra thưa quý vị.
Bây giờ thì chỉ cái mục đích là cái mục đích lớn nhất là tập trung trong những cái live show, tập trung kinh doanh và tập trung chăm lo cho các em, chăm lo cho đàn gà con của chị Phi Nhung được khôn lớn trưởng thành. Và Vượng Hạnh cũng xin được cập nhật tới đây thì cũng cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc cho quý vị mãi mãi mạnh khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống. Và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV để tiếp tục Vượng Hạnh cập nhật cho các quý vị nhiều thông tin hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị.